các bạn ơi, mình quay lại cây mai nhà nội mình nha các bạn. Mai tự nhiên hết, mai vườn. Cái bên mày khoái mày lắm, quá đẹp. Cái thứ ba nha các bạn, trồng ở vườn không có vô chậu, vẫn để tự nhiên ngoài sân ngoài mấy hè thôi. Chậu rất tự nhiên, rất đẹp. Cây thứ tư nha các bạn, quá tuyệt vời. Tới cây mai kế tiếp nha các bạn, cây mai này cũng nhỏ, có thể ở sát mấy mương. Rồi, cái bên cây thứ sáu là các bạn, cây mai này là cây mai đẹp nhất trong trong nhà nội nè. Trồng tự nhiên thôi, không có chăm tỉa tạo hình chân, mà nó tự nhiên, mà nó, các bạn nhìn không, nó tròn đều đều đặn. Hết luôn. Cái mai vừa nha các bạn, cái mai tự nhiên nè, cái gốc này không? Cái gốc cạnh tập linh này là sát mái đìa nè. Chi tiết rõ, nét đẹp từng centimet rồi các bạn, có những cành hoa, những bông hoa mai này, này là mai miền Nam nè, mai Tiền Giang nha các bạn, tại quê mình Tiền Giang.